Triển lãm điện tử tiêu dùng CES là sự kiện công nghệ lớn đầu tiên trong năm và sẽ không quá khi nói rằng triển lãm lần này là kỳ CES của trí tuệ nhân tạo, khi mà các công ty lớn nhỏ tại sự kiện năm nay tập trung vào những cải tiến mới nhất về AI. Đây sẽ là chủ đề của chuyên mục Nhìn ra thế giới hôm nay. Thưa quý vị, triển lãm điện tử tiêu dùng CES là nơi trưng bày và giới thiệu những sản phẩm công nghệ mới nhất với quy mô lớn nhất toàn cầu. Triển lãm CES 2024 diễn ra tại Las Vegas, Mỹ từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 1. Xu thế nổi bật tại triển lãm lần này là sự xâm nhập mạnh mẽ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI đến ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, khi mà công nghệ này xuất hiện trong hầu hết các thiết bị dân dụng. Triển lãm năm nay ước tính có trên 4.000 doanh nghiệp từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, trong đó có hơn 1.200 công ty khởi nghiệp và hơn 300 tên tuổi lớn trong 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Không gian triển lãm năm nay rộng hơn 230.000 m2, tương đương hơn 43 sân bóng bầu dục. Số lượng người tham gia triển lãm được ước tính là 130.000 người, thấp hơn 24% so với sự kiện đầu năm 2020, trước đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, con số năm nay vẫn cao hơn so với mức 117.000 của năm 2023. Mọi người đều hào hứng vì COVID-19 đã qua. Các CEO muốn gặp lại khách hàng và tìm kiếm khách hàng mới. Chúng tôi cũng đã chứng kiến mức tăng hơn 30% về số lượng phát minh nộp đơn xin tranh giải thưởng. Chủ đề của CES 2024 là All Together, All On, tạm dịch, tất cả cùng nhau, tất cả sẵn sàng, nhằm nêu bật sự tích hợp và hợp tác của các sản phẩm điện tử tiêu dùng toàn cầu. Ban tổ chức CES, Hiệp hội Công nghệ tiêu dùng CTA nhận định, AI đang cách mạng hóa trải nghiệm người dùng, đóng vai trò tích cực trong việc phát triển ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng trên toàn thế giới. Ngoài AI, CES 2024 còn ghi nhận những sản phẩm đáng chú ý khác như taxi bay, xe điện, TV gập, TV trong suốt và những giải pháp năng lượng xanh. Không bất ngờ khi trí tuệ nhân tạo là tâm điểm của CES lần này. Năm 2023 đã chứng kiến sự thống trị của những công cụ AI tạo sinh, tức tạo ra nội dung mới dựa trên cơ sở dữ liệu sẵn có, mà điển hình trong số đó là ChatGPT. Và CES đã cho thấy rằng các công ty đang chạy đua để tìm cách ứng dụng công nghệ này và mang đến người tiêu dùng. Tại CES năm nay, cả hai ông lớn Samsung và LG đều thể hiện tham vọng đưa AI vào gia đình. Trọng tâm của ý tưởng nhà thông minh của LG là robot mang tên Smart Home AI Agent. Robot này có thể di chuyển cũng như học và sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn LLM để giao tiếp với con người bằng những câu phức tạp. Thiết bị này có thể theo dõi các thiết bị thông minh trong nhà và thông báo tiến độ làm việc nhà, trông thú cưng trong nhà, nhắc người dùng uống thuốc và thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Samsung thì giới thiệu robot đồng hành tại nhà Bolli. Robot này dùng AI để vạch ra sơ đồ các vật dụng trong nhà, có thể đến người dùng khi được gọi và điều khiển một số thiết bị thông minh trong nhà. Ngoài ra, Bolli được trang bị máy chiếu để hiển thị phim ảnh hay cuộc gọi video trên tường. Samsung cũng thông báo về những nâng cấp AI trong các thiết bị trong nhà, chẳng hạn như TV Neo QLED 8K được trang bị chip AI để xử lý hình ảnh tốt hơn, gấp 8 lần so với phiên bản trước. Hay tủ lạnh có thể theo dõi những gì được lấy ra và cập nhật danh sách thức ăn bên trong, hay thông báo về ngày hết hạn của thức ăn. Trong khi đó, Mercedes-Benz giới thiệu trợ lý ảo trên xe ô tô. Theo công ty, phiên bản thế hệ mới có thể dự đoán hành vi của người dùng, chẳng hạn như phát tin tức buổi sáng ngay khi tài xế vừa vào xe, hay đề xuất thực hiện cuộc gọi khi tài xế nhiều khả năng sẽ trễ hẹn. Còn đây là BeMy, theo công ty Pháp Barracuda. BeMy là gương thông minh đầu tiên trên thế giới hỗ trợ về sức khỏe tinh thần. BeMy được tích hợp công nghệ AI tạo sinh để trò chuyện với người dùng và đề xuất những bài tập thiền định. Một sản phẩm AI đánh giá sức khỏe khác gây chú ý tại CES năm nay là hệ thống nhận diện dấu hiệu sinh tồn ở người lớn tuổi đến từ tập đoàn Nhật Bản NEC. Chỉ cần người dùng mở hệ thống trên điện thoại thông minh, công nghệ AI nhận dạng hình ảnh sẽ phân tích chuyển động của đồng tử, lưu lượng máu trên mặt và chuyển động của ngực. Từ những thông tin này, hệ thống sẽ cung cấp nhịp tim, mật độ oxy và nhịp thở. Hệ thống này đã giành được giải thưởng đổi mới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại CES 2024 và dự kiến sẽ được nâng cấp để xác định mức độ căng thẳng và khả năng tập trung. Có thể thấy các công ty và nhà phát triển phần mềm đã không bỏ qua cơn sốt AI. Tuy nhiên, một số người vẫn tỏ ra hoài nghi rằng liệu những cải tiến này có thực sự cần thiết đến mức họ phải bỏ tiền ra mua sản phẩm.
Một số khác thì tỏ ra quan ngại về mức độ đáng tin cậy của trí tuệ nhân tạo AI. Theo biên tập viên Osinka của Bloomberg, sự xuất hiện ồ ạt của những sản phẩm AI có thể tương tự như sự thống trị của các thiết bị được điều khiển bằng giọng nói tại CES 2019. Khi đó, nhiều công ty nỗ lực đem đến những hệ thống điều khiển bằng giọng nói, nhưng hầu hết trong số đó đều không có chất lượng cao. Sau cùng, những công ty này đều phải sang các hệ thống như Siri của Apple hay Alexa của Amazon. Tôi vẫn còn khá hoài nghi về những sản phẩm AI. Tôi tự hỏi liệu đó có phải là tương lai hay không. Thích thì có thích, nhưng tôi vẫn còn khá do dự. Phải xem thực tế thế nào thì mới tin được. Chúng ta đang trong giai đoạn thật sự thú vị, khi mà công nghệ đã tiến bộ hơn nhiều so với sự sáng tạo của con người. Tôi không nghĩ chúng ta thật sự biết nên làm gì với nó. Chúng ta sẽ thấy AI trong những lĩnh vực mà công nghệ này không nên được ứng dụng, và nhiều công ty sẽ phải vật lộn với những vấn đề về tích hợp AI. Sự phát triển của AI cũng đã làm dấy lên mối lo ngại về những tác động tiêu cực của công nghệ này, trong đó mối đe dọa về quyền riêng tư và nguy cơ về an ninh. Đã có nhiều trường hợp ChatGPT và những chatbot mô hình LLM khác cung cấp thông tin sai lệch. OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, cũng đang đối mặt với các vụ kiện phỉ báng và vi phạm bản quyền. Trước các mối quan ngại về AI, các quốc gia khu vực đang thực hiện những biện pháp để quản lý công cụ này. AI cũng giống như bất kỳ công nghệ nào, chính phủ đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo có những rào chắn an toàn. Khi đó, ngành công nghiệp sẽ biết nên làm và không nên làm những sản phẩm nào. AI là một công cụ có thể được dùng cho mục đích tốt hoặc mục đích xấu. Chúng tôi muốn tập trung vào những lợi ích, và AI cũng sẽ hỗ trợ chúng tôi trong việc hạn chế những sản phẩm AI độc hại. Nội khối Liên minh châu Âu-EU đã đạt được sự đồng thuận về quy định toàn diện đầu tiên nhằm quản lý AI. Mỹ vừa khởi động quá trình xây dựng hướng dẫn sử dụng AI, trong khi Trung Quốc đã ban hành các biện pháp tạm thời quản lý dịch vụ AI tạo sinh. Triển lãm điện tử tiêu dùng CES diễn ra ngay đầu năm, báo hiệu những xu hướng công nghệ của năm. Sự xuất hiện của nhiều sản phẩm AI dành cho người dùng cá nhân tại triển lãm lần này là dấu hiệu cho thấy trí tuệ nhân tạo sẽ đi sâu hơn vào đời sống con người trong năm 2024. Đến đây thì thời lượng dành cho Nhìn ra thế giới cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.